19 triết lý sống bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời. 1. Nếu bạn nói xấu người khác, chưa biết người bị nói xấu có xấu thật hay không, nhưng chính tâm bạn đã bị xấu trước rồi. 2. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân, đừng hại đến ai là được. Vì cuộc sống này đến thánh còn có người ghét, huống chi là người bình thường. Tốt đến mấy rồi cũng sẽ có người ghét bạn, nên hãy là chính mình. 3. Trên đời này chẳng ai là của nhau cả. Họ chỉ là của nhau khi họ biết hy sinh, yêu thương và tha thứ cho nhau. 4. Tận cùng của ngu dốt là đối xử tốt với quá nhiều người. 5. Miệng đời dù có áp ôn, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều. 6. Ba quy luật vàng trong cuộc sống: ai giúp ta đừng quên họ, ai thương ta đừng quên họ, ai tin tưởng ta đừng lừa gạt họ. 7. Học cách im lặng khi nổi giận để không phải hối hận về những câu nói và hành động về sau. 8. Cứ giả ngu đôi khi lại tiếp thu được nhiều thứ. Đừng cố tỏ ra hiểu biết, bạn không phải thần thánh như bạn nghĩ đâu. 9. Muốn thương nhau thì phải hiểu nhau, muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau. 10. Có không giữ, mất đừng tìm, đến không trân trọng, đi đừng hối tiếc. 11. Đời này có luật nhân quả, nên đừng làm gì có lỗi với người khác. Dối người, có ngày người dối lại. Phản người, có ngày người phản lại. 12. Ra đời hai tay trắng, lìa đời trắng hai tay, sao mãi nhặt cho đầy, đời người như mây bay. 13. Là con người có thể nghèo tiền nghèo bạc, chứ đừng bao giờ nghèo đạo đức, nghèo nhân cách. 14. Trời đo được, đất lường được, chỉ có lòng người ô trượt, khó lường. 15. Ruồi chết vì mật ngọt, đàn bà chết vì đàn ông khéo, đàn ông chết vì đàn bà đẹp, còn cha mẹ chết vì con cái bất hiếu. 16. Một ngày tu chưa chắc thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì biết bao hậu quả xảy ra. 17. Người biết đạo tất không khoe, người biết nghĩa tất không tham, người biết đức tất không thích tiếng tăm lẫy lừng. 18. Người biết đủ sống trong hoàn cảnh nào cũng an vui, còn người lúc nào cũng thấy thiếu thì khổ mãi không lúc nào vui được. 19. Sống làm sao không trái với lương tâm thì mỗi ngày thức dậy sẽ càng thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau, được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập, đạt giác ngộ giải thoát.